Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hào Tiger. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ở tập trước, thân hình của tàn hồn ngày càng hư ảo, phù văn lại không ngừng tăng lên, trong nháy mắt đã đạt tới 999 cái. Phù văn dường như là thực chất, tựa như được chế tạo từ bạch ngân, xoay quanh tàn hồn, ở giữa vô số sợi tơ dính lấy nhau, hình thành nên một trận pháp huyền diệu. Chỗ ở trong trận ương tàn hồn trong thời gian thật ngắn liền đã từ ngưng thực biến thành hơi mờ, biên giới càng là ẩn ẩn có dấu hiệu tiêu tán, cái kia mới vừa rồi còn tản mát ra, không ai bị nổi khí thế sừng sững thân thể trong chớp mắt liền thành vầy mực tranh sơn thủy bên trong một vệt xa dần mông lung, chỉ có một đôi minh nguyệt giống như hai con người còn tại sáng tỏ lé ra. Lúc này, đã là tên đã trên dây không phát không được, vô luận tiêu viêm nguyện ý hay không, đã không ngăn cản được tàn hồn quà tặng tiêu viêm tỉnh táo lại yên lặng xóa đi khóe mắt nước mắt linh hồn tiểu nhân hướng về giữa không trung thật sâu cúc một cái 90 độ cung sau đó hai tay chậm rãi hướng hai bên giãn ra rộng mở lòng mang không giữ lại chút nào chờ đợi lấy tàn hồn bước kế tiếp tàn hồn cái kiên nhíu lên lông mày theo tiêu viêm phối hợp rất nhanh vuốt lên hắn khẽ gật đầu nhẹ hừ một tiếng đem 999 cái phủ văn liên tiếp đánh vào tiêu viêm linh hồn tiểu nhân thân thể khi cái cuối cùng phù văn tiến vào tiêu viêm linh hồn tiểu nhân thân thể linh hồn tiểu nhân toàn thân ngân quang bắn ra bốn phía tựa như bao trùm một tầng ánh trăng rèn đúc áo giáp ngân sắc như thủy ngân chảy từng tầng từng tầng đem tiêu viêm linh hồn tiểu nhân bao bao thành một người cự đản tại cự đản nơi trọng yếu cũng chính là tiêu viêm linh hồn chi lực ngưng tụ trung tâm phù văn ngân tuyến sang khắp nơi đan rể ra một cái nhỏ hơn tiểu nhân tới tiểu nhân cùng tàn hồn trước đó biến thành bóng người cũng không khác gì nhau giật mình chính là bóng người một cái tinh xảo phiên bản thu nhỏ sinh động như thật tiêu viêm lặng lặng mà nhìn xem tiểu nhân khuôn mặt trong lòng mặc dù đã tiếp nhận đây hết thảy nhưng vẫn là không nhịn được có chút khổ sở tiểu nhân chính là từ tàn hồn lấy bản nguyên linh hồn tạo dựng ra tới hắn hoàn toàn không để ý đến tiêu viêm bên người đàn tranh hiển hiện tranh âm cùng một chỗ liên bản thân đàn tấu theo tranh âm một khúc tiếp một khúc tiểu nhân bạch ngân giống như thân thể ngân sắc biến mất dần trở nên óng ánh sáng long lanh tiêu viêm ngạc nhiên phát hiện tên tiểu nhân này tuy nhỏ nhưng vô luận là kinh mạch trong cơ thể cùng linh hồn thức hải đều cùng chân nhân hoàn toàn nhất trí tựa hồ chính là một cái người sống sờ sờ đem trong cơ thể của mình thế giới hoàn toàn hiện lên hiện tại tiêu viêm trước mặt quá thần kỳ tiêu viêm tán thưởng bây giờ không phải là hiếu kỳ thời điểm thu liễm người tất cả tạp niệm cẩn thận quan sát tiểu nhân linh hồn thức hải vận chuyển cùng cảnh vật chung quanh biến hóa đúng lúc này tàn hồn thanh âm tại tiêu viêm bên tai đột nhiên vang lên tiểu nhân chính là ta bản nguyên linh hồn biến thành cũng chính là lão phu ảnh thu nhỏ ngươi xem thật kỹ một chút đế cảnh phía trên cảnh giới cùng đế cảnh đến cùng có cái gì khác biệt rốt cục có thể được dòm đế cảnh phía trên cảnh giới thần kỳ sao chấn định như tiêu viêm nghe vậy chấn động ánh mắt đều trở nên kích động lên không lo được hỏi thăm quá nhiều vội vàng điều chỉnh tâm tính nhìn chăm chăm tiểu nhân nhỏ linh hồn của con người thức hải cùng tiêu viêm hoàn toàn không giống nếu như nói tiêu viêm đế cảnh đỉnh phong linh hồn thức hải như biển cả giống như mênh mông vô biên như vậy nhỏ linh hồn của con người thức hải thì là một mảnh ngưng kết tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong mỏ dầu tĩnh mịch mà không có chút rung động nào mỏ dầu mặt ngoài gió êm sóng lặng trượt nhìn không có tiêu viêm linh hồn thức hải như vậy sóng gió cuồn cuộn khí thế nhưng tinh tế cảm thụ cả hai khác biệt nội uẩn tiêu viêm nhưng càng nhìn kinh hãi lông mày càng nhào càng chặt hắn tựa hồ cảm ngộ đến cái gì nhưng nhất thời lại nói không nên lời như thế về sao đã không có nguy hiểm như vậy thử một chút lại có làm sao cắn răng tiêu viêm thôi động linh hồn chi lực thử thăm dò hướng nhỏ linh hồn của con người thức hải chậm rãi tới gần thời khắc này tình hình tiêu viêm linh hồn thức hải chính là biển cả cái kia tiểu nhân thì là một khối đột ngột đá ngầm bất luận nhìn thế nào đều là biển cả cho người rung động càng mạnh tại cuồng nộ gió biển gào thét dưới nhấc lên từng dãy thao thiên cự lãng chạy vọt về phía trước tuôn quy thế dọa người dưới mắt tiêu viêm cần phải làm là khởi xướng một đạo sóng biển lấy thăm dò khối này đá ngầm thực lực sóng biển mãnh liệt hướng đá ngầm đánh tới nhưng chói mắt ở giữa liền bị đá ngầm rơi vỡ nát hóa thành vô số nhỏ xíu nước mặt văng khắp nơi như đá ngầm giống như tiểu nhân cường độ đại xuất tiêu viêm dự kiến hắn thần sắc kinh ngạc đồng thời trừng mắt trượt cả cái linh hồn thức khải lập tức gió biển gào thét mười đạo cự đại sóng nước nháy mắt nhất phi trùng thiên tiếp theo lấy sắp xếp núi chi thế ra sức hướng tiểu nhân phóng đi phanh 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 mười đạo đủ có thể hủy thiên diệt địa sóng biển hung hằng đập vào trên người tiểu nhân nhưng kết quả rất bi kịch tiểu nhân giống như một tòa nguy nga đại sơn giống như sừng sững bất động mà cái kia mười đạo sóng biển thì cùng trước đó cái kia một đạo đồng dạng lại một lần nữa tại đá ngầm trên thân rơi thất linh bát toái quẳng thành một mảnh nhỏ vụn bọt mép mười đạo sóng biển ẩn chứa linh hồn chi lực như thế nào tiêu viêm rất rõ ràng nhưng dù cho dạng này cũng y nguyên không cách nào dung chuyển tiểu nhân nửa phần mười đạo không được vậy liền trăm đạo trăm đạo không thể vậy liền nghìn đạo như nghìn đạo vẫn chưa được vậy liền vạn đạo tâm thần trong một ý niệm tiêu viêm hai mắt như giống như phun lửa triển vọng vô tận linh hồn thức hải lập tức trở nên táo động cơ hồ thời gian nháy mắt một đạo tiếp lấy một đạo hàng trăm hàng ngàn hơn vạn đạo hải sóng lấy gió lốc chi thế kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng tiểu nhân điên cuồng vỗ tới nhưng mà cho dù sóng biển có nghìn đạo vạn đạo tung khiến cho chúng nó tầng tầng lớp lớp đập trên người tiểu nhân nhưng chúng nó cuối cùng vẫn chưa thể thoát khỏi bị đá ngầm vô tình chấn vỡ vận mệnh gió êm sóng lặng về sau đá ngầm y nguyên thẳng tắp đứng ở nơi đó mặt ngậm lấy vung đi không được mỉm cười điềm tĩnh mà nhìn xem cái kia xanh thẳm biển cả đến lúc này tiêu viêm không khỏi có chút nản lòng thoái chí đợi những văng khắp nơi kia nước mặt triệt để cùng biển cả dung hợp về sau hắn chậm rãi nhắm mắt lại không ngừng hồi ức vừa rồi cái kia thần kỳ một màn tâm thần bắt đầu không ngừng suy tư đây chính là lượng cùng chất khác nhau sao lượng lại nhìn giống như cường đại thủy chung vẫn là hư mà không ngưng chỉ có bề ngoài sao tiêu viêm lầm bầm lầm bà lầm bầm người lĩnh ngộ được không sai đây chính là hai cái cảnh giới biến hóa về chất đạt tới đế cảnh phía trên cảnh giới thì linh hồn chi lực vô tận áp xúc trở thành nửa cố hình mặc dù nhìn xa không có vô biên vô tận rung động nhưng một cái phòng không khí cũng chưa chắc có thể áp xúc ra một bát nước đại điện nặng nề cũng không phải bầu trời hư ảo có thể so sánh tàn hồn thanh âm đột nhiên chậm ung dung tại tiêu viêm vang lên bên tai sự biến hóa này là ngươi đạt tới cảnh giới cao hơn sau tự nhiên biến hóa ta hiện tại chỉ là để ngươi trước thời hạn tìm hiểu một chút bất quá cùng chỗ một cảnh giới cường giả bỏ qua một bên linh hồn đấu kỹ không nói mạnh yếu chính là từ linh hồn thức hải có khả năng áp xúc linh hồn chi lực số lượng đến quyết định cái này mấu chốt trong đó ta tiếp xuống sẽ cho ngươi biểu hiện ra thì ra là thế như đầy ra mây mù thấy thanh thiên cái kia nhìn như xa không thể chạm đế cảnh phía trên cảnh giới đối với tiêu viêm đến nói không nữa như vậy hư vô mờ mịt nó khăn che mặt thần bí rốt cục mở ra nhưng vào lúc này tiểu nhân đột ngột lại cử động linh hồn thức hải như gợn sóng run lên tiêu viêm chưa thấy rõ xảy ra chuyện gì liền toàn thân đột nhiên cứng đờ trừ tư tưởng ngay cả linh hồn chi lực vậy mà đều không cách nào động đậy chút nào đây chính là vượt qua đế cảnh trường khống giống như trước đó giam cầm đàn tranh quang nhận giống như trước đó dập tắt người linh hồn chi hỏa đều là nó năng lực hiện ra trưởng khống càng mạnh áp xúc linh hồn chi lực liền càng tinh khiết hơn tàn hồn chậm rãi giải thích nói trong giọng nói lộ ra rất là mỏi mệt đế cảnh năng lực bất quá là thăm dò cùng công kích kém xa cùng trường khống so sánh nhưng ta không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả năng lực này ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ dứt lời tiểu nhân trong thức hải linh hồn chi lực bắt đầu không ngừng rung động tiêu viêm liền tại lần lượt giam cầm cùng buông lỏng bên trong đi thể vị trong đó khó mà kể rõ huyền diệu thì ra là thế trường khống càng mạnh áp xúc linh hồn chi lực càng tinh khiết hơn, linh hồn chi lực càng tinh khiết hơn thì triển trưởng khống tốc độ liền càng nhanh. Thời gian trải qua rất nhanh, tiêu viêm y nguyên trầm mê tại cái kia huyền diệu bên trong. Xem ra, mấu chốt là đối trưởng khống lĩnh ngộ, trưởng khống là tướng, linh hồn chi lực là binh, ta có chút minh bạch, tiêu viêm ánh mắt có chút nheo lại, khóe miệng ý cười chợt hiện, một ti hiểu ra xuất hiện ở trong lòng. Cái này ti hiểu ra, tựa như trồng tại cằn cỗi trên hoang dã cây giống, mặc dù còn rất non nớt, nhưng là có nảy sinh liền có hy vọng trưởng thành là một gốc đại thụ che trời đế cảnh phía trên cảnh giới mạng che mặt theo tiểu nhân đem hết toàn lực biểu thị để lộ được càng ngày càng nhiều nhưng cùng lúc đó tàn hồn cũng càng ngày càng ít mỗi một lần nói chuyện khoảng cách thời gian cũng càng ngày càng dài trong giọng nói mỏi mệt cũng càng ngày càng đậm đối với cái này tiêu viêm dù rất là cảm động nhưng hắn biết mình không cách nào thay đổi gì chỉ có tận khả năng nhiều đi lĩnh ngộ mới không cô phụ tàn hồn tiền bối phần này vô cùng nặng nề quà tặng như thế nào trưởng khống như thế nào trưởng khống thành tiêu viêm trước mắt cấp bách nhất muốn đi suy nghĩ vấn đề cứ việc tiểu nhân ở dốc hết toàn lực biểu thị cứ việc biểu thị tốc độ không biết tận lực chậm lại bao nhiêu nhưng lấy tiêu viêm bây giờ cảnh giới còn là rất khó lĩnh ngộ được tinh túy trong đó một ti hiểu ra về sau cái kia đạo giống như mở không phải mở đại môn vẫn là bao phủ tại trong xương khói tiêu viêm thế mới biết linh hồn chi lực muốn đột phá cảnh giới đến tột cùng có bao nhiêu khó nếu như không có vị tiền bối này chỉ dẫn Đừng nói đột phá, chính là muốn nghĩ đạp lên ý giai cánh cửa cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian. Tiêu Viêm không phải do ở trong lòng cảm thán, bờ môi mím lại càng ngày càng gấp, một đôi lông mày cũng càng đến gần càng khép. Tàn hồn tiền bối như thế hết sức trợ giúp chính mình, chính mình lại cho tới giờ, khắc này cũng vô pháp ngộ đến mấu chốt trong đó. Lúc này Tiêu Viêm trong lòng rất tự trách, càng tự trách thì càng không có đầu mối, đầu càng là mê man. Liền khi lúc này, ngay tại Tiêu Viêm trong hoảng hốt, tiêu viêm đột nhiên nhớ tới linh hồn của mình đấu kỹ cái kia đến nay còn không làm rõ được cấp bậc thương khung hàn giờ khắc này hắn trượt phát hiện giữa hai cái này có cực kỳ kinh người tương tự đây là trùng hợp vẫn là bộ này linh hồn đấu kỹ vốn là thuộc về đế cảnh phía trên đấu kỹ tiêu viêm chấn kinh cảm thấy trong miệng có chút phát khô đem một chút vô vị suy nghĩ hất ra tiêu viêm bắt đầu tinh tế suy tư mượn nhờ thương khung hàn đến lĩnh ngộ trưởng khống ảo diệu có thể hay không càng nhanh đụng chạm đến ý giai cảnh ngưỡng cửa của giới nghĩ tới chỗ này Tiêu Viêm lập tức hưng phấn, một bên quan sát lấy tiểu nhân biểu thị, một bên đắm chìm đến thương khung hàn thôi diễn bên trong. Cả hai tại Tiêu Viêm Thức Hải bên trong dần dần từ lúc mới bắt đầu hai đạo không can thiệp chuyện của nhau đường thẳng song song chậm rãi dọc theo giao tiếp điểm, đầu tiên là đơn giản một đầu, sau đó rất nhanh xuất hiện đầu thứ hai, đầu thứ ba, càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm cái kia nguyên vốn sẽ phải dựa sát vào cùng một chỗ lông mày rốt cục giãn ra. Cũng liền khi Tiêu Viêm đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên đây, thời điểm hắn cái kia vốn đã sung mãn đến cực hạn linh hồn chi lực thế mà lặng lẽ bắt đầu áp xúc dù nhưng sự biến hóa này cực không rõ ràng nhưng là đang thong thả mà kiên định tiến hành theo thời gian trôi qua tiểu nhân càng phát ra ảm đạm tàn hồn thân thể ở giữa không trung trong suốt như ánh sáng cho dù như thế tàn hồn cặp kia nguyên con người sáng ngời còn hoàn toàn như trước đây nhìn chăm chú lên trầm mê tại lĩnh ngộ bên trong tiêu viêm thời gian dần qua mỉm cười từ hắn vệt kia như gió xuân nhẹ phẩy mỉm cười không khó coi ra hắn đối với hiện tại tiêu viêm cảm thấy rất hài lòng tốt cứng cỏi nghị lực thật kinh người lực lĩnh ngộ kẻ này ngộ tính như thế tốt cũng không uổng công ta một phen tâm huyết tàn hồn lâm bầm lần nữa lưu luyến nhìn một cái cái kia tại không trung đã nhanh muốn biến mất giấy trắng trên mặt sưng lên một tia kỳ vọng sư phụ đệ tử lập tức tìm ngài đi chuyên chú một việc thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh khi tiêu viêm mở mắt ra thời điểm tiểu nhân sớm đã không gặp thức hải bên trong sóng lớn mặc dù còn đang cuộn trào nhưng đã thiếu đi mấy phần táo bạo nhiều hơn mấy phần ngưng thực lan tan ba quang chấp động thâm thúy mặt biển gió êm sóng lặng ẩn ẩn có một loại mỏ dầu giống như ngưng trọng nhìn xem so trước kia thấp không ít mặt biển cảm thụ được trong thức hải một chút biến hóa về chất tiêu viêm biết chính mình rốt cục bước ra bước về phía giai cảnh giới một bước nhỏ mặc dù cách chân chính ý giai cảnh giới còn rất xa nhưng hắn đã nhìn thấy nơi xa cái kia đạo như ẩn như hiện đại môn hắn tin tưởng vững chắc một ngày nào đó hắn sẽ bước vào cái kia đạo đại môn tạ ơn tiền bối tiêu viêm đầy cõi lòng cảm kích ngẩng đầu nói cảm ơn lúc này nếu như không nhìn kỹ trước mặt tàn hồn đã gần như dung nhập vào phía sau thương khung một màu bên trong hư ảo được cũng nhanh muốn biến mất một cỗ mãnh liệt bi thương cảm giác tức thời từ tiêu viêm trong lòng dâng lên từng khỏa óng ánh nước mắt rất không tự chủ từ hắn trong mắt chảy ra cường giả không cần nước mắt tàn hồn lặng lặng nhìn xem tiêu viêm cũng có được một tia thương cảm cùng không bỏ Ngươi có thể lĩnh ngộ được nhiều như vậy. Thực sự quá vượt quá dự liệu của ta. So năm đó, ta có thể mạnh hơn nhiều, ta làm hết thảy cũng đáng. Trên đời này cô đầu vô số tuế nguyệt. Lão Phu cũng mệt mỏi, rời đi mới là Lão Phu lớn nhất giải thoát. Ngươi liền đừng có thương cảm, nam tử hán chảy máu không đổ lệ. Không cần tại cái này, thời khắc cuối cùng cho Lão Phu lưu lại cái bà mẹ ấn tượng. Bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé. Nghe tàn hồn, tiêu viêm ngừng lại nước mắt, miễn cưỡng ở trên mặt gà ra một tia cười đến. Cái kia cười, mang theo vài phần sầu bi, lại mang theo vài phần bi thương, càng nhiều là vô tận cảm kích. Này mới đúng mà, thời gian không nhiều lắm, ngươi còn có cái gì trong vấn đề tu luyện, có thể hỏi ta, tàn hồn phất ống tay áo một cái, tựa hồ muốn tất cả tình cảm vung ra trong lòng lại như là muốn vì tiêu viêm tranh thủ thời gian. Gật gật đầu, không nói gì, tiêu viêm trực tiếp xử xuất linh hồn đấu kỹ thương khung hàn. Giờ này khác này, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều là trắng bệch vô lực, bất quá, bởi vì cái kia chôn sâu ở trong lòng bi thương, cái này khiến tiêu viêm thi triển đi ra thương khung hàn lộ ra phá lệ ngưng trọng, thậm chí là nặng nề. Sở dĩ lựa chọn thương khung hàn là bởi vì tiêu viêm tại tất cả đấu kỹ bên trong nhất hoang mang chính là nó, mà lại tàn hồn tiền bối am hiểu nhất cũng là linh hồn chi lực, có lẽ hắn có thể giúp mình giải liên quan tới thương khung hàn nghi ngờ. Cái này cái linh hồn đấu kỵ tên là thương khung hàn, đến nay ta đều không rõ ràng nó phẩm cấp, ta chỉ là căn cứ đối với nó lý giải chia làm sướng vui giận buồn bốn cái cảnh giới. Tiêu viêm giải thích nói, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này đấu kỹ tựa hồ có vô hạn lên cao không gian, ta nắm giữ bất quá là da lông mà thôi. Tàn hồn không nói gì, tự tiêu viêm phát ra thương khung hàn một khắc kia trở đi, trên mặt của hắn vẫn tràn đầy chấn kinh chi sắc nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại thật sâu nhìn tiêu viêm một chút thở dài nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên có thể thi triển cái này đấu kỹ thật sự là vượt quá dự liệu của ta tiền bối tiêu viêm thấy tàn hồn thần sắc dị thường trong lòng không khỏi ẩn ẩn bất an không biết vị này tu vi kinh người tiền bối có gì nói ra lời ấy hoặc là nói đến tột cùng muốn nói gì người không cần khẩn trương tàn hồn ngữ khí rất nhu hòa đối với tiêu viêm biểu hiện hài lòng tới cực điểm lấy ngươi cảnh giới bây giờ dĩ nhiên có thể phát huy ra cái này đấu kỹ uy lực, hút trời kỳ tài a. À. Nhưng tàn hồn lời kế tiếp lập tức liền để tiêu viêm trong lòng đại định, người cũng đã biết, cái này, lẽ ra không nên là đế cảnh có khả năng có đấu kỹ. Tiêu viêm đối với tàn hồn ánh mắt bội phục không thôi, hắn cung kính hồi đáp, vãn bối đối với cái này hơi biết được, lúc trước cho ta bộ này đấu kỹ vị cao nhân kia cũng đã nói, bằng vào ta đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt đầu dùng. Chỉ là, lúc trước vãn bối xem thường, về sau mới phát hiện ta dù là vắt kiệt trí óc cũng không cảm giác được cái này đấu kỹ cực hạn tiền bối kiến thức rộng rãi còn xin tiền bối vì ta giải hoặc tiêu viêm mong đợi nhìn qua tàn hồn có thể đem đấu kỹ như thế tặng cho ngươi chắc hẳn vị cao nhân kia cùng ngươi quan hệ tất nhiên không ít à tàn hồn không trả lời mà hỏi lại đúng vậy vị cao nhân kia có thể nói là vạn bối lão sư tiêu viêm thành thật trả lời khó trách ngươi tuổi như vậy liền có thể như thế ưu tú nguyên lai là có một vị danh sư tàn hồn nhìn chằm chằm tiêu viêm ánh mắt có chút cổ quái thấy tiêu viêm trong lòng run rẩy chẳng biết người lão sư còn nói qua với người thứ gì lão sư nói hắn cũng không rõ ràng cái này đấu kỹ phẩm cấp ta có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền có thể phát huy bao nhiêu có thể đạt tới như thế nào độ cao thuần túy xem ta lĩnh ngộ ha 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 tàn hồn cất tiếng cười to có ý tứ thật rất có ý tứ người vị lão sư kia thật đúng là không phải người bình thường tiêu viêm không hiểu thấu nghĩ thầm chạm lão đương nhiên không phải người bình thường cả ngày xuất quỷ nhập thần chính mình theo hắn dài như vậy đoạn thời gian cũng không có làm minh bạch lai lịch của hắn làm sao có thể là người bình thường đâu chỉ là cái này có gì đáng cười tàn hồn tiếng cười dần dần nghỉ khóe môi mang theo chưa thu liễm trở về ý cười nói ra người lão sư nói đến sai cái này đấu kỹ đâu chính là ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền có thể phát huy ra bao lớn uy lực có thể đạt tới như thế nào độ cao hoàn toàn quyết định bởi tại lĩnh ngộ của ngươi cái này không nói tương đương không nói mà tiêu viêm phúc phỉ nhưng cùng lúc hắn đối với cái này liên tục bị hai cái tu vi cao thâm mặt chắc tiền bối đều kiên kỵ không sâu đấu kỹ càng thêm tò mò nhịn không được hỏi vậy cái này đấu kỹ đến cùng là cái gì phẩm cấp tiêu viêm đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi tàn hồn trả lời nhưng hắn chờ đến lại là một chỗ nước lạnh tàn hồn trả lời rất tuyệt tuyệt đến tiêu viêm khóc không ra nước mắt đáp án của ta cùng người lão sư đồng dạng nhìn xem tiêu viêm mãnh mắt trợn trắng tàn hồn có chút không đành lòng bổ sung một câu nói tóm lại đây là một bộ ngươi ngàn vạn không thể từ bỏ linh hồn đấu kỹ càng tu luyện tới đằng sau ngươi liền sẽ có càng lớn kinh hỉ thậm chí là thiên đại kinh hỉ thấy tàn hồn không giống như là đang nói lời an ủi tiêu viêm không chỉ có nỗi lòng lo lắng rốt cục an định xuống tới mà lại để cõi lòng kinh hỉ mặc dù hắn đã sớm biết bộ này thương khung hàn không đơn giản nhưng nghe tàn hồn kiểu nói này mới phát hiện chính mình còn là xa xa đánh giá thấp nó phẩm cấp có thể để cho hai đại linh hồn cường giả cũng không chịu lộ ra phẩm cấp đấu kỹ phẩm cấp có thể thấp sao tiêu viêm chỉ cảm thấy giờ khắc này trời đều thanh biển cũng lam tâm tình thật tốt cái kia ly biệt sắp đến thương cảm cũng vì vậy mà bị hòa tan không ít còn xin tiền bối chỉ điểm ta tu luyện bộ này đấu kỹ không đủ đã không nghe được thương khung hàn phẩm cấp nhưng có thể biết đây là một bộ cực mạnh đấu kỹ liền đã đầy đủ tiêu viêm thành khẩn hy vọng toàn hồn có thể vì chính mình chỉ điểm tu luyện này đấu kỹ chi đạo nghĩ tại đế cảnh đình phong đi nắm giữ cái này đấu kỹ vô cùng khó khăn chỉ bất quá ngươi có được ưu tuyệt minh linh như thế quỷ linh mà lại ta tử của ngươi linh hồn chi lực bên trong người được luyện dược sư hương vị người mới không có cảm thấy thì triển ra quá không lưu loát cùng gian nan nói về tiêu viêm tu luyện tàn hồn sắc mặt trở nên nghiêm túc lên ngay cả ta là luyện dược sư đều có thể đoán được tiêu viêm lại một lần nữa từ tàn hồn trên thân cảm nhận được cái gì gọi là không thể tưởng tượng nổi mặc dù căn cứ vào các phương diện nguyên nhân của ngươi linh hồn chi lực xa so với cùng cảnh giới cùng cấp độ cường đại nhưng ngươi ngộ tính rất tốt mới là để cái này đấu kỹ phát huy ra uy lực nguyên nhân thực sự tàn hồn tiếp tục nói ngươi đối với cái này đấu kỹ cảm giác ngộ ra được sướng vui giận buồn bốn cái cảnh giới nhưng ngươi biết không cái này bốn cái cảnh giới là bộ này đấu kỹ tại đế cảnh đỉnh phong có khả năng cảm ngộ đến cực hạn khó lường a à, điều này nói rõ ngươi đối với linh hồn cảnh giới có cực mạnh lực lĩnh ngộ tại có hạn cảnh giới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất có lẽ chính ngươi cũng không rõ ràng ngươi có như vậy tiềm chất đi. Tốt, vốn còn muốn cùng ngươi nhiều trò chuyện một hồi, nhưng ta thực tại không có thời gian, chỉ có thể nói ngắn gọn, tàn hồn mỉm cười nhìn xem tiêu viêm, ngữ khí đã cực kỳ suy yếu. Trên thực tế cái này đấu kỹ chỉ có một cảnh giới, một như kỳ danh, thương không lạnh, tàn hồn thân thể trở nên như khói, như xương, ngữ khí bắt đầu dồn dập lên, nhưng cái này cần cực mạnh linh hồn chi lực. Sở dĩ ngươi chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, dần dần quá độ, Nói cách khác, chờ ngươi đột phá đến cảnh giới cao hơn về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, người lĩnh ngộ sướng vui giận buồn bốn cái cảnh giới đều chẳng qua là trưởng khống biểu hiện ra khác biệt hình thức mà thôi. Theo lão phu nhìn, cái này, đấu kỹ uy lực chân, chính chính là thương khung giận giữ thiên hạ lạnh, trước giận sau lạnh mới là ngươi cuối cùng phương hướng. Trước giận sau lạnh, trước giận sau lạnh, tiêu viêm lầm bầm đọc lấy bốn chữ này, đột nhiên có rộng mở trong sáng cảm giác. Trước đó bao phủ tại cái này đấu kỹ, bên trên thần bí mê vụ bị mở ra không ít. Đúng vậy à, càng là đấu kỹ mạnh mẽ, nơi nhằm vào tất nhiên cũng chỉ tại một cái phương diện, một cái lĩnh vực bên trên cực hạn chính là mạnh nhất. Đạo lý đơn giản như vậy ta làm sao lại nghĩ không ra đâu. Huống chi cái này cái linh hồn đấu kỹ phẩm cấp là ngay cả hai đại linh hồn phương diện cường già cũng không nguyện ý lộ ra. Phẩm cấp chi cao khó có thể tưởng tượng, như thế cao phẩm cấp đấu kỹ cũng nhất định là, như tàn hồn tiền bối nói, vô luận hình thức có bao nhiêu loại, cuối cùng đều đem trăm sông đổ về một biển, hóa phức tạp thành đơn giản, hợp lại làm một. Nghĩ đến trước đó còn tự cho là đối với thương khung hàn lĩnh ngộ đã tương đối khá, tiêu viêm mặt có chút ửng đỏ. Bất quá, tiêu viêm còn có một nỗi nghi hoặc, hắn nhịn không được hỏi, tiền bối, khi các loại cảnh giới hợp nhất về sau, vậy cái này đấu kỹ trước kia ẩn chứa có thể hoàn nguyên phạm vi bao trùm bên trong hết thảy sinh cơ năng lực còn gì nữa không? Thương khung hàn năng lực này một mực là tiêu viêm trong lòng nhất lấy làm tự hào, thậm chí tiêu viêm còn tưởng tượng lấy chờ hắn linh hồn chi lực nâng cao một bước sau có thể phục sinh tại đấu kỹ bao trùm bên trong đồng đội đây chính là một cái đủ để nghịch thiên năng lực ha 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 người nói là hoàn nguyên đấu kỹ phạm vi bao trùm bên trong hoa hoa thảo thảo a à. tàn hồn cười lên ha hà cười đến thiên hoa loạn trụy. người có phải hay không cảm thấy đã có thể hoàn nguyên khô héo hoa hoa thảo thảo chỉ cần linh hồn chi lực đủ đủ cường đại hoàn nguyên một cái hy sinh người cũng hẳn là không có vấn đề không đợi tiêu viêm đáp lại Đàn hồn phối hợp, tựa hồ tại bắt gấp mỗi một giây đồng hồ nói ra, hoàn nguyên một chút cực kỳ nhỏ yếu sinh mạng đi, bởi vì hoàn nguyên càng là nhỏ yếu sinh vật, cần có linh hồn chi lực lại càng ít. Nhưng nếu như phải trả nguyên một cái đấu đế, cần linh hồn chi lực vậy coi như là một cái thiên văn sổ tự, cho dù là một cái một sao, đấu đế, lấy lão phu tiếp cận thế giai trung kỳ tu vi, cũng bất lực, thánh giai được hay không lão phu không biết, bởi vì lão phu chưa thấy qua thánh giai là dạng gì. A. À, Tiêu viêm hiển nhiên không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là như thế này, mất mát ngơ ngác đứng tại chỗ, một mặt phiền muộn chi sắc. Kỳ thật đây mới là bình thường, nếu không tâm niệm vừa động liền có thể nghịch thiên cải mệnh, há không người người đều là chúa cứu thế rồi. Ha ha, tiền bối nói đến là, là vãn bối âu trĩ, tiêu viêm có chút tự giễu cười cười. Kỳ thật ngươi nói ra là tốt, dạng này ngươi là có thể tránh khỏi trên đấu kỹ nghiên cứu trẻ hướng chủ phương hướng, đi đường quanh co, tàn hồn cười nhạt một tiếng, ghi nhớ, khi của người linh hồn chi lực đột phá ý dai về sau đấu kỹ phương hướng phải từ từ hợp nhất không cần thiết phân tâm một chữ sở dĩ hàng trước nhất cũng là bởi vì một lòng mới là mạnh nhất nhớ lấy nhớ lấy tàn hồn rơi hạ một chữ cuối cùng lấy tay chỉ một cái tiêu viêm sau đó thân thể liền một trận vặn vẹo nhàn nhạt hóa thành từng tia từng tia khói nhẹ tiêu tán tại tiêu viêm thức hải bên trong tàn hồn bản nguyên linh hồn vừa biến mất tràn ngập tại tiêu viêm thức hải bên trong linh hồn chi lực liền trở thành vật vô chủ tại bản nguyên cuối cùng một chỉ hạ phẳng phất tìm được chỗ tháo nước hướng về tiêu viêm thể nội nghiêng rót mà đi tiêu viêm trong thân thể u tuyệt minh linh khí tức thoáng chốc tăng vọt kinh ngạc nhìn nhìn qua không có vật gì thức hải tiêu viêm vô ý thức đưa tay muốn tóm lấy cái gì nhưng trước mắt lại một mảnh trống trải trống trải phải làm cho tiêu viêm trong lòng một mảnh quạnh quẽ tại cái này thâm thúy đêm thu lạnh thấu xương hàn phong tựa hồ muốn lạnh nhập cánh cửa lòng của hắn muốn đông kết linh hồn của hắn hai hàng thanh lệ cùng với một thân mỏi mệt tiêu viêm ánh mắt tràn đầy lấy vô tận cảm kích dừng lại tại thức hải trên bầu trời cùng tàn hồn từ quen biết đến vĩnh biệt mặc dù chỉ có thời gian cực ngắn nhưng ở tiêu viêm trong lòng lại vĩnh viễn khắc ghi vào tàn hồn thân ảnh dù là thương hải tăng điền cũng mày không diệt được yên lặng hướng phía tàn hồn chết đi phương hướng cung cung kính kính dập đầu chín cái tiêu viêm mới ngồi xếp bằng dưới bắt đầu tiêu hóa khoảng thời gian này thu hoạch thu hoạch lần này thực sự là quá lớn coi như lấy tiêu viêm kinh người ngộ tính cũng tại vấn tâm điện tầng thứ ba bên trong tĩnh tọa hơn một tháng thời gian thẳng đến thủ ý nhiễm thất bại trên cây mỗi một chiếc lá hàn ý dần dần lộ lúc mới tiêu hóa xong tất phùi bụi trên người một cái tiêu viêm đứng lên trên thân tựa hồ cũng không có phát sinh nhiều biến hóa lớn nhưng thân hình lại nhiễm nhiên cùng bốn phía hắc ám dung hợp lại cùng nhau không phần khác biệt mà cái này chính là linh hồn chi lực trưởng không có thể mở ra dấu hiệu có chút mở ra hai con người tiêu viêm không có chút rung động nào con người bỗng nhiên bắn ra hai đạo rực rỡ ánh mắt thật cường đại linh hồn chi lực tiêu viêm cảm thụ được hơi bị áp xúc linh hồn chi lực nhịn không được tán thường sau đó mới ánh mắt thu liếm thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ thần thanh khí sảng cất bước bước về phía tầng thứ ba đại môn vấn tâm điện bên ngoài thu ý sớm đã đi qua mây đen giống từng đoàn từng đoàn phá sợi thô treo trên bầu trời dược tộc gió lạnh hô hô quét lấy đầy đất lá khô lộ ra phá lệ thê lãnh dược linh tử thương thế sớm đã khôi phục mặc dù vẫn còn tương đối suy yếu nhưng lại kiên trì đứng trong gió rét gắt gao nhìn chằm chằm vấn tâm điện từ ngoài bên trên tầng thứ ba ba cái phủ văn ánh mắt rất phức tạp không biết suy nghĩ cái gì tam trưởng lão đứng tại dưới một cây đại thụ cũng nhìn xem ba cái kia phủ văn trên mặt là nồng đậm không cam lòng mặc dù chỉ có bên trái cái kia phủ văn có một cái điểm sáng mà ở giữa cùng bên phải phủ văn vẫn luôn không ánh sáng thắp sáng lên nói minh tiêu viêm đã không có lâm nguy cũng không có vẫn lạc nhưng ở tiêu viêm tiến vào tầng thứ ba cái này một tháng thời gian bên trong dược tộc tộc trưởng lông mày từ đầu đến cuối đều nhíu lại thật sâu nhíu lại giữa lông mày giống như cao nguyên hoàng thổ bên trên tầng kia tầng khe rãnh làm sao cũng phất bất bình chân đi to thẳng đứng thần sắc hoàn toàn như trước đây kiên nghị tại cái này lạnh rung trong gió thu hiện ra một loại khác vũ mị không thích nói chuyện Nam Nhĩ Minh hiện tại cực kỳ giống một tòa pho tượng, một tháng qua cơ hồ liền không biến động qua tư thế, hắn đứng ở nơi đó, trong mắt chỉ có ba cái kia phù văn, mà tử ảnh cũng không ngừng chớp chớp lấy hai mắt, hai mảnh môi đỏ đã sớm mím chặt đến sắp không thể tách rời lẫn nhau. Không có ai biết sau một khắc ở giữa hoặc bên phải phù văn sẽ có hay không có điểm sáng sáng lên, cũng không có ai biết vấn tâm điện chỗ cửa lớn lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện một bóng người, mọi người mỗi một giây đều khẩn trương thấp thòm tâm liền giống bị người dùng tay gắt gao nắm chặt. Nhưng là, trừ chờ, vẫn là chỉ có chờ. Một trận kẹo kẹt kẹo kẹt thanh âm truyền đến, vấn tâm điện nặng nề đại môn bị chậm rãi đẩy ra, Trong mòn con mắt đạo thân ảnh kia rốt cục xuất hiện tại trong mắt mọi người, trừ dược linh tử cùng tam trưởng lão, cơ hồ tim của mỗi người, tại thời khắc này đều rơi xuống, không có gieo hò, chỉ có rót thành một đạo hơi thở âm thanh hô dược tộc tộc trưởng tay phải dụi dụi con mắt, xác định, không phải hoa mắt về sau, cái kia vuốt vuốt tròm dâu tay trái một cái kích động thế mà lột xuống tốt mấy sợi dâu mặc dù đau đến run một cái nhưng trên mặt lộ ra lại là thư thái đến cực điểm cười chân ni thân thể mềm mại không cách nào tự kiềm chế run rẩy lên nước mắt tại trong hốc mắt càng không ngừng lăn lộn lăn qua lăn lại cuối cùng thuận theo hai gò má nhào tốc chảy xuống giờ khắc này pho tượng đồng dạng nam nhĩ minh động tại ánh nắng chiếu rọi dưới hắn tấm kia anh tuấn được rối tinh rối mù trên mặt tràn ra tấu dung từ ảnh trực tiếp nhảy nhảy lên cua hai tay hướng tiêu viêm kích động không thôi vẫy gọi một thân áo tím tại không trung lắc lư ra một đoàn ngọn lửa màu tím dưới đại thụ tam trưởng lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại lập tức cười thảm một tiếng một ngụm máu tươi từ khoái miệng tràn ra thân thể lung lay mắt thấy là phải ngã sấp xuống dược linh tử bước nhanh về phía trước đỡ lấy tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía đạo thân ảnh kia không nói gì chỉ là yên lặng cúi đầu xuống đứng tại vấn tâm điện chỗ cửa lớn tay trái che lông mày hư hít mắt thích ứng ánh nắng chói mắt về sau tiêu viêm nhẹ nhàng suy thở ra một hơi một đoàn xương trắng bọc lấy một phần ấm áp lượn lờ lên không ở giữa không trung mờ mịt mở rộng tiêu tán một lần nữa nhìn thấy quang minh cảm giác thực tốt hung hăng hút mấy ngụm lớn đã lâu không khí mát mẻ tiêu viêm mới tự mình lẩm bẩm thả tay xuống mở mắt ra cùng ánh mắt của mọi người tiếp xúc với nhau xót thành một mảnh hoan hỉ thân hình hơi động một chút tiêu viêm ở giữa không trung vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung rơi vào dược tộc tộc trưởng trước mặt, không nói gì, chỉ là thật sâu cúi đầu. cái này cúi đầu là chân thành cảm tạ sư tổ cho mình cái này kỳ ngộ. ha ha, rất tốt rất tốt, lão phu hôm nay thực sự là thật là vui, cảm nhận được tiêu viêm linh hồn chi lực rõ ràng có tăng lên. dược tộc tộc trưởng cười đến rất vui mừng, cũng rất đắc ý, đắc ý đến liền, ngay cả muốn hỏi tiêu viêm đều quên. bái sư tổ, tiêu viêm ngồi dậy thân, ánh mắt càng qua đám người, vội vàng rơi trên người chân ni chưa tán đi nước mắt mông lung chân đi hai con người vì không để cho mình mất khống chế nàng chỉ có mỉm cười cật đầu không ngừng mà đáp lại tiêu viêm ánh mắt nhìn ngược lại giống như là trong đám người bình tĩnh nhất một cái nhưng tiêu viêm trong lòng rất rõ ràng trong tất cả mọi người chân ni đối với mình là quan tâm nhất thân ở nguy hiểm cũng là lớn nhất bởi vì huyết khế quan hệ chân ni có thể nói một mực tại dùng sinh mệnh làm bạn chính mình trong vấn tâm điện chiến đấu tiêu viêm đột nhiên cảm thấy có chút nghẹn ngào ánh mắt ngừng trên người chân ni thật lâu sau đó nặng nề mà gật đầu một cái tựa hồ là đang hướng chân ni hứa hẹn đem vĩnh viễn sẽ không cô phụ chân ni tình ý chân ni đọc hiểu tiêu viêm phần này hứa hẹn mông lung nước mắt tràn mi mà ra tràn lan nước mắt giò dỉ mà xuống nháy mắt bị hạnh phúc hoàn toàn bao khỏa tiêu thiếu hai đạo hô hấp có vẻ hơi thanh âm dồn dập đột nhiên truyền ra tiêu viêm lúc này mới từ nhìn thẳng chân ni bên trong quay đầu đập vào mi mắt là nam nhĩ minh tấm kia thậm chí để nữ nhân đều sinh lòng ghen ghét mặt cùng như một đoàn ngọn lửa màu tím từ ảnh hắn mỉm cười mở ra khuỷu tay cùng hai người ôm chặt nhau nam nhĩ minh ôm tiêu viêm bả vai bàn tay kiên định mà hữu lực từ ảnh lại vui đến phát khóc điểm điểm nước mắt đầy bố tại xinh đẹp trên gương mặt cảm thụ được huynh đệ tỉ muội tình ý tiêu viêm trong lòng cực ấm cái mũi chua chua khuỷu tay dùng sức siết chặt phảng phất muốn đem ba người dung hợp lại cùng nhau không phân khác biệt thật lâu tiêu viêm mới chậm rãi buông tay ra cánh tay tại nam nhĩ minh trên lưng vỗ nhẹ mấy lần ánh mắt nhìn về phía dược tộc những người khác tại tiêu viêm nhìn chăm chú nhớ tới ngay từ đầu đối với tiêu viêm không thân thiện dược tộc mọi người sắc mặt ửng đỏ hiện trường một mảnh tĩnh lặng nhưng ở cái này thực lực vi tôn đấu đế đại lục cường già hoặc là có tiềm lực thiên tài luôn luôn rất dễ dàng thay đổi đám người cách nhìn nhất là cái này đặc biệt ưu tú thiên tài còn là tộc trưởng đồ tôn thế là không biết là ai dẫn đầu đại lực vỗ ra một đạo thanh thủy tiếng vỗ tay có cái thứ nhất liền có cái thứ hai rất nhanh thật lưa thưa tiếng vỗ tay trở nên càng ngày càng chỉnh tề giống như thủy triều vang dội tới đối mặt lấy cái này tiếng vỗ tay nhiệt liệt tiêu viêm có chút kinh ngạc trong con người cái kia giấu ở chỗ sâu một tiếng ngăn cách rốt cục trở thành nhạt rất nhiều mặc kệ trước đó từng chịu đến như thế nào không lễ phép đãi ngộ nhưng có sư tổ cái tầng quan hệ này hắn cùng dược tộc quan hệ vĩnh viễn không có khả năng cong lên thanh toán xong huống chi dược tộc phần lớn người thái độ sớm tại hắn cùng dược linh tử chờ tỳ thí xong luyện dược sau liền đã thay đổi không ít lẳng lặng nghĩ một hồi tiêu viêm tại mọi người trong tiếng vỗ tay bước nhanh chân xuyên qua đám người hướng về dược linh tử cùng tam trưởng lão chỗ dưới đại thụ đi đến tiếng vỗ tay dần dần nghỉ dần dần hơi thở dưới đại thụ nhìn qua bước nhanh đi tới tiêu viêm đỡ lấy tam trưởng lão dược linh tử thân thể không chế không nổi kịch liệt run rẩy lên rốt cục đến nhục nhã ta sao hắn tức giận nghĩ đến mặt càng không ngừng run rẩy răng cắn chặt môi biên giới chảy ra một vệt đỏ tươi kỳ thật hắn nguyên bản những không cam lòng kia tại tiêu viêm tư vấn tâm điện ba tầng ra một khắc này liền đã không có tại tranh lệch không lớn tình huống dưới không cam lòng tâm tư mới có thể sinh sôi nhưng khi tranh lệch lớn đến hắn chỉ có ngưỡng vọng phần lúc còn có cái gì thật không cam lòng đây này nhưng hôm nay thấy tiêu viêm trực tiếp đi tới như muốn nhục nhã chính mình một phen trong lòng của hắn lại tăng vọt lên một bồn lửa giận vì tôn nghiêm mà lên lửa giận Tam trưởng lão tận lực không đi đón sở ánh mắt của mọi người, có thể càng như vậy, hắn lại càng thấy được tất cả mọi người tại dùng chế diễu đồng dạo mắt chỉ nhìn chính mình. Dần dần, hắn cũng không còn cách nào vững vàng, mặt kìm nén đến tựa như hầu tử cái mông đồng dạng. Đối với chạy tới trước mặt tiêu viêm giống to, Người đến cùng nghĩ muốn thế nào? Tiêu viêm nhàn nhạt cười cười, không có trả lời tam trưởng lão, chỉ là làm một cái khiến cho mọi người đều ý không ngờ được động tác hắn đem tay đưa về phía dược linh tử. Ngươi thấy tiêu viêm đem bàn tay hướng mình dược linh tử ngây ngẩn cả người tức giận nháy mắt ngưng kết ở trên mặt một câu cũng nói không nên lời từ tiêu viêm cặp kia thanh tịnh đôi mắt bên trong hắn nhìn thấy không phải trào phúng cũng không có nhục nhã chi ý mà là chân thành thân mật lộ ra khiến người tín nhiệm lực tương tác tam trưởng lão cũng nghẹn họng nhìn chân chối không thể tin mở to hai mắt dược linh tử liếm liếm có chút đôi môi khô khốc tâm thần đại loạn hắn không nghĩ tới là người thắng tiêu viêm sẽ lớn như vậy độ không nghĩ tới trước đó để thụ chính mình làm khó dễ cùng khinh biệt tiêu viêm sẽ đối với mình rưỡi ra thân mật chi thủ càng không có nghĩ tới tiêu viêm thái độ là như vậy chân thành đến mức trong đầu một mảnh không trắng phục dược linh tử tại thời khắc này đối với tiêu viêm là chân chính phục đối mặt cái này ưu tú được để cho mình xấu hổ thiên tài đưa qua tới thân mật chi thủ hắn nghĩ không ra chính mình có lý do gì cùng cái gì mặt không tiếp thụ vì dược tộc chúng ta không phải là địch nhân hy vọng sau này chúng ta có thể trở thành bằng hữu tựa hồ nhìn thấu dược linh tử quẫn bách tiêu viêm mỉm cười mở miệng bàn tay lần nữa chủ động hướng về phía trước một đưa cùng dược linh tử nắm lại với nhau nếu như nếu đổi lại là trước kia tiêu viêm tuyệt đối sẽ không như thế tha thứ bởi vì tại hắn cái kia nhìn như chất phác tính cách bên trong có mãnh liệt chủ nghĩa anh hùng cá nhân sắc thái nhưng là từ khi đi vào đấu đế đại lục mới biết được nguyên lai tưởng rằng là đỉnh phong đấu đế chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi nhất là đã được chứng kiến thương minh cùng yêu tộc thế lực cường đại về sau hắn bắt đầu dần dần thu liễm người ngạo khí mà chú trọng tại thế lực phát triển đối với có thể lực lượng đoàn kết tận lực đoàn kết càng phát ra hiện ra lãnh tụ khí chất khi hai cặp tay nắm thật chặt cùng một chỗ thời điểm tiếng vỗ tay như sấm vang lên lần nữa bởi vì cái này vô luận là đối dược linh tử vẫn là đối với dược tộc đều là không thể tốt hơn sự tình đám người đối với tiêu viêm đánh giá lập tức lại lên một cái cự đại bậc thềm liền ngay cả tam trưởng lão trong ánh mắt cũng mang tới mấy phần nhu hòa cùng thưởng thức thiên phú cực cao lại rất mực khiêm tốn có được vô hạn tiềm lực lại còn không kiêu không ngạo lão phu rốt cục minh bạch vì cái gì tộc trưởng nếu không tiếc bất cứ giá nào thu người làm đồ tôn tam trưởng lão cảm thán mặt già bên trên hiện ra một tia đỏ lên thái độ đối với tiêu viêm tại thời khắc này phát sinh 180 độ chuyển biến tam trưởng lão quá khen tiêu viêm chính là muốn cầu cạnh dược tộc mà lại cũng hy vọng tiêu tộc cùng dược tộc có thể không có ngăn cách đoàn kết cùng một chỗ ngày sau còn phải nhiều hơn dựa vào tam trưởng lão hết sức ủng hộ a à? tộc trưởng dược tộc thấy tiêu viêm xử lý tốt quan hệ cùng tam trưởng lão tâm tình thực sự rất vui vẻ hô lớn với tiêu viêm tốt đồ tôn tốt, tốt của ta tới đây tiêu viêm nhanh cho lão phu cùng mọi người biết ngươi đã trải qua những gì trong vấn tâm điện tầng thứ ba nghe tộc trưởng gọi một tiếng này vẻ mặt mọi người đều trở nên đặc sắc bọn hắn đúng là rất muốn biết rốt cuộc tiêu viêm làm thế nào mà có thể bình an vô dự ra khỏi vấn tâm điện tầng thứ ba mà mấy vị trưởng lão còn phải kiêng kỵ không dám đặt chân tới tam trưởng lão cũng không phải người hẹp hòi trước đó chỉ là vì vênh vực cháu trai dược linh tử mà thôi bây giờ thấy tiêu viêm cho mình mặt mũi tâm tính cũng tốt thế là bày ra dáng vẻ rộng lượng của trưởng lão vất tay với tiêu viêm vô cùng tán thưởng nhanh đi nói cho mọi người một chút đi sau đó lão phu cùng dược linh tử kính ngươi một ly rượu bày tỏ ái náy tiêu viêm cười lắc đầu sau đó thấp giọng nói bên tai tam trưởng lão một câu không 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 ngài là chồng bối vãn bối sao có thể nhận nổi ái náy thì cũng không cần chỉ cần ngài đừng quên cá cược giữa chúng ta là được rồi tam trưởng lão khẽ giật mình sau đó rậm chân mắng to mang theo ý cười lại có chút đau lòng tiểu tử thối nhà ngươi sau đó tiêu viêm kể lại kỹ càng chuyện đã trải qua trong vấn tâm điện tầng thứ ba ngữ khí rất bình tĩnh dường như đang nhắc tới một câu chuyện không hề liên quan đến mình nhưng đây cũng là một câu chuyện vô cùng đòi mạng tính mạng lúc nào cũng ngàn cân treo sợi tóc chỉ cần bước nhầm một bước thôi là sẽ hồn phi phách tán đám người nghe xong lộ ra biểu tình cứng đờ ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt tiêu viêm gần như là nín thở giờ phút này bọn hắn thật sự bội phục tiêu viêm tuy rằng những hoang mang của đàn hồn đàn tranh không khó giải thích nhưng tự hỏi lại lòng mình dưới uy áp như thế trong nguy hiểm như vậy những người ở đây ai dám chắc mình có thể giải đáp hoàn mỹ được ai dám nói đối mặt với cường giả đình phong tám sao lực lượng linh hồn thế giai lại, lại có được dũng khí và can đảm như tiêu viêm trong thời khắc sinh tử còn có thể có tâm tư kín đáo như vậy đáp án chắc chắn là không kể cả là tục trưởng dược tộc cũng không dám tự tin để trả lời tam trưởng lão nhìn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão còn đang kinh ngạc thở dài nói xem ra dược linh tử và lão phu thua cũng không oan tộc trưởng người thu được một đồ tôn thật tốt đại trưởng lão còn đang kinh ngạc đột nhiên lên tiếng hỏi nói thật tộc trưởng có phải ngài đã sớm dự liệu được kết quả này rồi không hai mắt tam trưởng lão lập tức sáng lên nhìn chằm chằm tộc trưởng nghĩ thầm nếu thật sự đây là cái bẫy của tộc trưởng vậy hắn lỗ lớn rồi đối mặt với nghi vấn của đại trưởng lão tộc trưởng dược tộc thản nhiên đáp nói thật ra chỉ ở tầng hai thì lão phu quả thực có lòng tin không nhỏ với tiêu viêm nhưng để nắm chắc thì khó nói các ngươi cũng biết không nói tới thực lực lại là lần đầu tiên tiến vào vấn tâm điện lão phu cũng không ngờ hắn lại có thể xông vào tầng thứ ba các người không biết lúc ấy ta suýt chút nữa hối hận đến phát điên sợ hắn có sợ xuất gì bên trong đồ tôn ưu tú như vậy liền mất đi các người nói xem ta có thể không sốt ruột được sao tam trưởng lão đỏ mắt lòng tin không nhỏ không hiểu sao hắn vẫn cảm giác mình bị tính kế không khỏi vừa căm giận vừa đau lòng tam trưởng lão sao có thể qua nổi mắt của tộc trưởng sực tộc tộc trưởng sực tộc cố gắng giấu đi cười trong mắt tiếp tục nói kỳ thật kết quả này rất tốt ta vô cùng hài lòng ít nhất thì dược linh tử cùng những thiên tài trong dầu tộc ta biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân bình thường bọn chúng đều tâm cao khí ngạo bây giờ được rèn luyện mài rũa một chút sẽ có lợi cho tương lai sau này nghe tộc trường nói vậy mọi người không khỏi gật đầu dược linh tử cùng dược minh dược huy trong lòng cũng hiểu được thần sắc của tam trưởng lão cũng thoải mái hơn nhưng trong lòng tam trưởng lão vẫn có chút khó chịu thầm nghĩ tộc trưởng làm như vậy cũng không sai nhưng cái này là phải đổi từ tiền của ta đó hắn cúi đầu im lặng oán trách tiêu viêm không nhịn được cười trêu gạo tam trưởng lão tam trưởng lão nếu không tiêu viêm giảm giá 20% cho ngài tam trưởng lão đỏ mặt cứng đầu cứng cổ nói như vậy sao được lão phu đã nói là làm ngươi đừng có mơ lão phu sẽ nề mặt ngươi chỉ là chút ma hạch mà thôi một cái cũng không thiếu của ngươi đám người cười càng vui vẻ hơn trong tiếng hàn huyên cùng trêu chọc quan hệ của tiêu viêm cùng dược tộc nhanh chóng trở nên tốt đẹp thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh tộc trưởng dược tộc không nhịn được hỏi tiêu viêm ngươi có tính toán gì tiếp theo muốn ở lại dược tộc một thời gian không tiêu viêm trầm mặc chốc lát lắc đầu không được mặc dù ta rất không nỡ ra mọi người nhưng vãn bối phải quay về thay tiền tổ hái hỏa mộng thảo chuẩn bị đầy đủ một chút có chuyện quan trọng như vậy tộc trưởng dược tộc cũng không tiện giữ lại cũng tốt trong nguyễn cảnh cự hy đại xâm lâm nguy hiểm trùng điệp tuy vẫn còn có chút thời gian nhưng chuẩn bị sớm cũng tốt sẽ chu toàn hơn nhiều sau tiệc tối náo nhiệt tam trưởng lão đưa một cái nạp giới chứa khoảng 500 ma hạch năm sao cùng 20 ma hạch sáu sao cho tiêu viêm tộc trưởng dược tộc và mấy vị trưởng lão lại cùng nhau mang tiêu viêm đi lấy một phiên nghịch thiên tục hồn đan sau đó đưa tiện bốn người tiêu viêm chen đi một đoạn đường rất xa rồi mới lưu luyến mà rời đi dưới bóng đêm mông lung gió nhẹ thổi qua tâm trạng bốn người tiêu viêm chân ni nam nhĩ minh tự ảnh tốt một cách lạ kỳ nhưng đột nhiên tiêu viêm như cảm giác được cái gì sắc mặt trở nên ngưng trọng bốn phía an tĩnh như thế bóng đêm cũng ngày càng đen đặc sẽ tiếp tục bị ám sát sao chân ni chú ý tới sắc mặt của tiêm viêm nhẹ giọng hỏi thế nào lực lượng linh hồn cẩn thận dò xét đằng xa sau khi xác định không có gì dị thường tiêu viêm mới kể lại đơn giản quá trình mình bị ám sát trên đường đến dược tộc cho mấy người chân ni chân nhi cắn chặt môi nhớ tới lúc đó mà vẫn còn thấy sợ sát khí vô hình tỏa ra từ khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lẽo chúng ta cảm ứng được ngươi gặp nguy hiểm nên mới vội vàng chạy tới đến cùng là thế lực nào mà lại lớn mật như thế tiêu viêm xoa xoa lông mày buồn rầu đáp ta cũng không rõ là thế lực nào hiện tại cũng không có chút manh mối gì cả Ánh mắt chân ni càng trở nên sắc bén, khuôn mặt của nam nhĩ minh cũng càng thêm lạnh lùng. Mặc dù đã biết lúc trước tiêu viêm gặp phải nguy hiểm, nhưng cũng không ngờ được không chỉ có một thế lực muốn ám sát tiêu viêm, sát thủ được phái ra cũng vô cùng nhiều, nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Ba người chân ni, nam nhĩ minh từ ảnh sợ đến cực điểm, cũng giận dữ không thôi, sát khí như biến thành thứ thể mà bắn ra ngoài, xoắn nát cỏ dại xung quanh. Nhưng chân ni nhanh chóng tỉnh táo lại, trầm mặc một lát, nàng dường như người được một hương vị khác trong gió đêm, nhìn quanh bốn phía, hạ thấp giọng bây giờ không phải lúc nói chuyện này bóng đêm dày đặc như này rất thuận lợi để mai phục địch nhân đã tấn công một lần rất có thể sẽ có lần thứ hai mà sau lần thứ nhất ám sát thất bại lần thứ hai chắc chắn sẽ phái sang người mạnh hơn chúng ta phải cẩn thận nam nhĩ minh ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm trong bóng tối thăm thẳm ngón tay chậm rãi chạm lên nạp giới tùy thời chuẩn bị vung ra kinh thần thương từ ảnh nghiêng đầu nói nếu thật như vậy chúng ta đúng là phải cẩn thận một chút tiểu thư chúng ta rời khỏi dược tộc cũng chưa quá xa nếu không thì quay lại nhờ dược tộc phái người hộ tống được không Chân ni nhíu mày, trầm tư một lát rồi cất lời. Không thể, chúng ta có thể tin tưởng tộc trưởng dược tộc, nhưng ai dám chắc nội bộ dược tộc không có vấn đề. Mời dược tộc phái người hộ tống cũng không thể hoàn toàn yên tâm được, hiện tại lúc nào cũng phải cẩn thận mới được. Nam Nhĩ Minh nhẹ nhàng gật đầu đồng tình, tư ảnh rốt ruột hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Chân ni suy tư chốc lát, đáp, đối mặt với nguy hiểm không thể biết trước, hiện tại chúng ta có hai biện pháp. Một là rút về dược tộc, nhiều tộc trưởng dược tộc truyền tin cho Ma Hoàng cùng Thiếu Long để bọn hắn phái người tới đón. Hai là bốn người chúng ta, dựa vào ưu thế ít người nên có thể hành động linh hoạt lặng yên lẻn về tiêu phủ chân đi vừa dứt lời tiêu viêm liền nhìn về phía rừng cây cách đó không xa thở dài không kịp nữa rồi đúng là có mai phục địch nhân đến nhanh quá hắn đã nhận ra hơn 10 đạo khí tức ẩn nấp trong rừng cây đang nhanh chóng đánh về phía này chỉ trong khoảng thời gian ngắn nếu không phải tiêu viêm phát giác được ngay từ phụ cận cách đó không xa tốc độ lại nhanh đến vậy quả thực địch nhân có thực lực rất mạnh tiêu viêm vung tay phải lên nắm thiên hòa tuyên cổ xích trong tay ngọn lửa màu xám trong nháy mắt lan ra bao phủ toàn thân trái hưởng hực chiếu rọi hắn đến nổi bật giữa đêm đen vốn dĩ không cần phô trương như vậy như chân ni hiểu rõ tiêu viêm đang muốn thu hút sự chú ý của địch nhân lên người hắn để ba người chân ni có thể ẩn vào bóng tối tùy thời đánh lén đồng thời cũng là để bọn họ có thể thấy rõ đối phương xem rốt cuộc địch nhân đến từ thế lực nào thời khắc này mất người phối hợp ăn ý đến kinh người chân ni năm nhĩ minh tự ảnh ba người chậm rãi lấy binh khí giấu ra sau lưng che lại ánh sáng như thủy ngân ở bên trên vũ khí tận lực che giấu bản thân phối hợp cùng tiêu viêm binh khí của tiêu viêm sáng lên thiên hòa bùng cháy mười mấy thân ảnh ẩn tàng trong rừng câu xuất hiện nhưng vẫn chưa động thủ mà trên lặng nhìn bốn người tiêu viêm có 18 người tới dáng vẻ đều rất bình thường trong phục đồng nhất một màu đỏ trầm không có gì đặc biệt nhưng phía trên lại theo hoa văn đỏ tươi kéo dài đến bên hông quỷ dị không nói nên lời 18 người này lại khiến bốn người tiêu viêm đột nhiên căng thẳng tâm trạng xấu đến cực điểm vì bốn người bọn hắn đều không nhìn thấu tu vi của 18 người này nói cách khác 18 người này ít nhất cũng đều là đấu đến năm sao trở lên đây là lực lượng cường đại đến mức nào lại chỉ để nhắm vào mình giờ phút này tiêu viêm thậm chí còn nghĩ có lẽ mình nên cảm thấy vinh hạnh khuôn mặt hắn không giấu nổi vẻ khổ sở có lẽ lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít chân y cũng nhanh chóng hiểu rõ tình thế cắn chặt môi đến bật máu hiện ra vẻ tàn nhân lúc này người trung niên dẫn đầu 18 người này chợt mở lời hỏi xin hỏi vị này là tiêu thiếu a à, mấy người tiêu viêm kinh ngạc không thôi không ngờ tới mà nhíu mày người gọi tiêu viêm là tiêu thiếu cũng không nhiều ít nhất cũng sẽ không phải người muốn ám sát tiêu viêm tiêu viêm không trả lời mà hỏi lại không dám lơ là chút nào các ngươi là người trung niên dẫn đầu cười cười nói như vậy hẳn là không sai rồi sau đó hắn vung tay với mười bảy người sau lưng nam nhĩ minh nghĩ người trung niên muốn tấn công lập tức lấy ra kinh thần thương ngưng tụ ra một đóa thương hoa bằng đấu khí ngăn trước người tiêu viêm ta không cần biết các ngươi là thế lực nào muốn làm hại tiêu thiếu của chúng ta vậy phải bước qua xác ta trước đã từ ảnh cầm song đao đứng cạnh nam nhĩ minh gương mặt hiện vẻ băng lãnh chân Nhi nhíu chặt lông mày nắm chặt binh khí đến mức ngón tay trở nên trắng bệch nhưng một màn khiến bốn người tiêu viêm không thể tin nổi xuất hiện người trung niên cầm một lệnh bài cùng 17 người sau lưng khom người thi lễ với tiêu viêm huyết vệ đội trực thuộc ma hoàng đội trưởng ma huyết tham kiến tiêu thiếu thuộc hạ của đại ca tiêu viêm kinh ngạc nhìn lệnh bài quen thuộc trên tay ma huyết thân thể vốn căng chặt mới được thả lòng cả đi mồ hôi lạnh trên trán niềm vui sướng khó có thể kiềm nén dâng lên từ trái tim nhưng chân Nhi lại hết sức cẩn thận bởi vì thanh hạo nhiên cũng chưa bao giờ thấy qua người nào trong huyết vệ đội trực thuộc này cả ma hoàng đâu ma huyết đáp lời ngài hẳn là tiểu thư chân ni hồi bầm tiểu thư chân ni ma hoàng cùng khiếu chiến bọn hắn đang lục soát bốn phía trên đường đến dược tộc để tìm kiếm tung tích của tiêu thiếu chúng ta phụng mệnh trực tiếp chạy tới dược tộc ở gần dược tộc để nghe ngóng tin tức tiêu thiếu chân ni lúc này mới hơi thả lòng tùy ý hỏi lại một câu a hóa ra là vậy sao trước kia ta chưa từng thấy các ngươi tiểu thư chân ni chức trách của chúng ta là bảo vệ ma hoàng an toàn tại thành cự hy ma hoàng không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì nên chúng ta chưa từng phải lộ mặt chân ni cười rất ngọt nhưng lại hỏi rất chúng trọng tâm hiển nhiên vẫn chưa hết hoài nghi ừm có lý nhưng lần này ma hoàng không ở thành cự hy sao các ngươi lại không ở bên người ma hoàng ma huyết nhìn ra được nghi ngờ của chân ni cung kính giải thích ma hoàng sau khi nhận được tin tiểu thư chân ni lưu lại lập tức xuất động số lượng lớn nhân thủ tìm kiếm tiêu thiếu ma hoàng nói có mấy vị trưởng lão đi theo an toàn của hắn không thành vấn đề ngược lại là tiêu thiếu bên này dù tiểu thư chân ni dựa vào huyết khế tìm được hắn, nhưng thế lực đơn bạc nên ra lệnh cho chúng ta ẩn nấp ngoài dực tộc để phòng các người và phải bất nhắc. Mà huyết giải thích đơn giản trong lời nói thậm chí còn không có chút cảm xúc nào, dường như bọn hắn chỉ là máy móc chấp hành mệnh lệnh của ma hoàng. Nghe được ma huyết biết chuyện huyết khế của mình cùng tiêu viêm, chân nhi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, hoàn toàn tin tưởng 18 người này là người bên mình, bởi vì chuyện nàng có huyết khế với tiêu viêm cũng chỉ có một vài người vô cùng thân cận biết được mà thôi. Sau khi hiểu rõ, nàng ánh náy cười với ma huyết an toàn của tiêu thiếu vô cùng quan trọng nên ta mới hỏi thêm mấy câu mong ma đội trưởng thông cảm thấy chân nhi không còn hoài nghi ma huyết thở dài nhẹ nhõm chân nhi tiểu thư khách khí việc này liên quan đến an nguy của tiêu thiếu cẩn thận là việc nên làm lúc này tiêu viêm đã thu hồi thiên hỏa hàng cổ xích tò mò hồi ma huyết đội trưởng ma huyết ta có một câu muốn hỏi một chút được không ma huyết cùng kính đáp tiêu thiếu có việc cứ hồi trước đó ma hoàng đã thông báo cho chúng ta nếu gặp được tiêu thiếu muốn chúng ta đối xử với tiêu thiếu giống như đối xử với hắn mệnh lệnh của tiêu thiếu chính là mệnh lệnh của hắn nghe vậy tiêu viêm vô cùng cảm động nhưng lại càng hiếu kỳ trước đó ta từng sử dụng lực lượng linh hồn dò xét xung quanh nơi này không phát hiện bất cứ bất thường nào sao trong thời gian ngắn như vậy các người đã xuất hiện gần ta đến cuối cùng các người đều có thực lực gì ma huyết cười đáp huyết vệ đội chúng ta phải bảo vệ an toàn của ma hoàng cho nên thực lực mỗi người đều là lục tinh trở lên thấp nhất là lục tinh sơ kỳ ta là thất tinh sơ kỳ tiêu viêm nam nhĩ minh và từ ảnh hít sâu một hơi chỉ có chân nhi không hề kinh ngạc nhìn ba người tiêu viêm kinh ngạc bật cười nhìn xem chỉ có vậy đã dọa được các ngươi trong mắt đều sắp rơi ra ngoài mà hoàng chính là tộc trưởng của huyết ma bộ tộc huyết ma bộ tộc là hoàng tộc của ma tộc có vệ đội như vậy là cực kỳ bình thường chờ sau khi tiêu tộc ta phát triển ngươi cũng nên có vệ đội có thực lực như vậy tiêu viêm thầm nghĩ hiện tại khiếu chiến đã là lục tinh sơ kỳ chờ đến khi hắn có được vệ đội như vậy không phải thực lực đã cực kỳ biến thái như vậy còn cần vệ đội bảo vệ sao nhưng tiêu viêm cũng vui vì thực lực mạnh mẽ của thanh hạo nhiên đột nhiên tiêu viêm nhớ ra gì đó trịnh trọng hỏi ma huyết nếu các ngươi là vệ đội của thanh đại ca chắc chắn có phương pháp để liên lạc với thanh đại ca ma huyết gật đầu trả lời có tiêu viêm thở phào nhẹ nhõm nói vậy là tốt rồi ma huyết đội trưởng hiện tại chúng ta đã an toàn ngươi lập tức liên hệ ma hoàng nói các ngươi đã hội họp với chúng ta xin hắn yên tâm cũng mau chóng xuất nhân thủ đang tìm ta về đi dưới sự bảo vệ của huyết vệ đội đám người tiêu viêm vẫn luôn xuyên qua bóng đêm cảm nhận được sự yên tĩnh tràn đầy thoải mái này nam nhĩ minh từ ảnh thở dài một hơi chỉ có chân ni cao mày lướt nhìn tiêu viêm, sau đó hỏi ma huyết, ngay cả các người đều sốt động, không phải hành động lần này lại bạo lộ toàn bộ lực lượng của huyết ma bộ tộc và tiêu phủ chứ? Ma huyết tranh thủ trả lời, việc này xin chân ni tiểu thư yên tâm, đúng lúc vùng này có quạng tài nguyên của huyết ma bộ tộc, cho dù ngươi phát hiện hành động của ma hoàng, cũng chưa từng nghi ngờ, hơn nữa, ma hoàng còn lập một đường xanh giới bên ngoài phạm vi lục soát, một khi có nhân vật không rõ danh tính xuất hiện, lập tức sẽ có trưởng lão ra mặt ngăn cản. tiêu viêm và chân ni nghe xong, thở dài nói, vậy là tốt rồi đồng thời tiêu viêm nhịn không được đánh giá lại thực lực của thanh hạo nhiên một lần nữa tiêu viêm cười lắc đầu vị đại ca này của ta đúng là thâm tàng bất lộ bước chân của đám người tiêu viêm đặt xuống nền đá của tiêu phủ khi bóng dáng của hắn xuất hiện ở cửa đại sành cả đại sành đều lập tức dôi trào cuối cùng cũng về rồi trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi tiêu dao bật dậy mắt ngấn lệ gần như đứng không vững tiêu lập tiêu long và minh đế vội vàng đỡ lão ngồi xuống nhạc thiếu long khiếu chiến và phong bạo thở ra một hơi sắc mặt thanh mộc nhi tiều tụy hơn rất nhiều Lúc này nín khóc mỉm cười, khiến người ta đau lòng không thôi, lòng ý lao đến, hai tay ôm chặt Tiêu Viêm, Lãng Thiên luôn xem luyện dược như mạng, khó được đã sớm chờ ở đây, sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm, Lãng Thiên xoay chuyển vài vòng quanh Tiêu Viêm, đột nhiên nhớ đến, vẫn đang luyện dược, vỗ vai Tiêu Viêm, rồi nhanh chóng lao đến phòng luyện dược, Tiêu Viêm cười khổ nói, có thể để cho Lãng Thiên từ trong dược đỉnh bước ra lo lắng cho ta một chút, ta đã cảm động đến không biết nên nói gì, mọi người kinh ngạc một chút, sau đó lập tức cười to, chỉ có Thanh Hạo Nhiên bước đến, ôm chặt Tiêu Viêm, giận tái mặt mắng người có biết ngươi làm đại ca lo lắng đến mức nào hay không cảm nhận được sự quan tâm của thanh hạo nhiên tiêu viêm đỏ mắt ngượng ngùng nói để đại ca lo lắng có điều lúc này ta không phải vẫn khỏe mạnh đứng đây sao thanh hạo nhiên nói may mắn người vẫn còn khỏe mạnh đứng ở đây tuy thanh hạo nhiên chưa nói hết lời nhưng tiêu viêm biết rõ nếu mình xảy ra việc không hay thanh hạo nhiên chắc chắn sẽ nhắc lên một trận xó tay mơ máu thanh hạo nhiên vỗ vai tiêu viêm hỏi nói đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong lòng tiêu viêm ấm sáp nhẹ giọng nói để mọi người lo lắng Chị cảm ơn ta sẽ không nói nhưng các người đối xử tốt với tiêu viêm đời này tiêu viêm sẽ ghi khác trong tâm khảm thanh hạo nhiên nghiêm túc hối thúc huynh đệ trong nhà nói những lời này làm gì nhanh nói cuối cùng đã xảy ra chuyện gì tiêu viêm liếc nhìn thanh hạo nhiên lại nhìn đám người ngồi trong đại sành kể rõ những việc đã xảy ra ở rượu tàu khiếu chiến tích lũy lửa giận vỗ mạnh bàn cái bàn nổ thành mảnh vụn tiêu dao ngồi không yên cán chặt răng ánh mắt tràn ngập lửa giận thanh mộc nhi nghe tiêu viêm thuật lại thân thể không ngừng run rẩy sắc mặt trắng bệch mãi đến khi nàng nghe thấy tiêu viêm bình an rời khỏi tầng thứ ba của phấn tâm điện mới nhẹ nhàng thở ra một hơi thanh hạo nhiên cảm thán đại nạn không chết tất có hậu phúc huynh đệ người biết là thế lực nào ra tay với người hay không tuy ngữ khí của thanh hạo nhiên có vẻ bình tĩnh nhưng cái ly trong tay y đã bị bóp thành một phấn theo nước trả chả chảy xuống đất tiêu viêm âm thầm lắc đầu lấy ra một tấm vải rách trên đó có một chữ máu từ nạp dưới ra nói đây là mảnh vải ta xé được từ ống tay áo của người áo đen đã ám sát ta ngay cả là thế lực nào ra tay đều không biết mọi người lập tức không còn đối tượng để phát tiết bề oải lại tức giận vung nắm đấm vào không trung tâm tình mới dần bình tĩnh lại thanh hạo nhiên truyền tấm vải rách mà tiêu viêm đưa cho chân ni trầm giọng nói hiện tại đầu tiên chúng ta phải biết đến cùng là thế lực nào ra tay với tiêu viêm mọi người cùng nhau phân tích thử xem chân ni mở miệng nói đúng vậy trên đường trở về ta vẫn luôn suy nghĩ từ tình huống mà tiêu thiếu cung cấp để phân tích hai nhóm sát thủ này rõ ràng đều không phải đến từ cùng một thế lực mà là hai thế lực đầu tiên bồn người mặc áo trắng kia đều là luyện dược sư tuy là đánh lén nhưng trước khi bọn họ chết còn nhắc nhỏ tiêu thiếu bọn họ đã truyền tin ám sát thất bại ra ngoài đã có thể thấy được cách bọn họ ra tay làm người và tính cách vẫn thuộc về tương đối chính khí như ba người áo đen kia lại hoàn toàn khác hắn bọn họ ra tay tàn nhẫn có vẻ rất am hiểu ám sát ngay cả đấu kỹ mà họ sử dụng ta cũng cảm thấy cực kỳ thích hợp để ám sát xem ra là sát thủ chuyên nghiệp tiêu viêm gật đầu nói đúng vậy chân ni phân tích rất đúng ta cũng cảm thấy giống như vậy lông Mạch thanh hạo nhiên hiện lên vẻ nghiêm trọng dường như đã đoán được gì đó thanh hạo nhiên nhìn nhạc thiếu long hỏi thiếu long nói cho ta nghe cách nghĩ của ngươi thử xem lúc này nhạc thiếu long đang im lặng lắng nghe lông mày cao chặt giống như đang suy luận gì đó nhạc thiếu long chậm rãi nói vậy ta liền nói ra phán đoán của ta đối với việc ám sát lần này xem như phao chuyên dẫn ngọc khiếu chiến vội hô trời ơi gạch gì ngọc gì chưa chết được mau nói ra phán đoán của ngươi đi bộ chết người nhạc thiếu long liếc nhìn khiếu chiến hắng giọng nói ta nghĩ như vậy bốn người áo trắng đều là đấu đế ngũ tinh ba người áo đen cũng như vậy hơn nữa người dẫn đầu còn là đấu đế ngũ tinh đỉnh phong thực lực như vậy lại liên thủ ám sát tiêu thiếu chỉ có tứ tinh hậu kỳ nói rõ điều gì ít nhất nói rõ hai việc một bọn họ hiểu rất rõ tiêu thiếu biết thực lực thật sự của tiêu thiếu vượt xa tứ tinh hậu kỳ hai bọn họ ám sát tiêu thiếu là tình thế bắt buộc có thể biết được thực lực thật sự của tiêu thiếu nếu không ngoài ý muốn bởi vì người muốn giết chết tiêu thiếu nhất định lý tất cả những việc của tiêu thiếu chỉ cần lưu ý sưu tập tin tức có liên quan đến tiêu thiếu mới có thể biết được biểu hiện của tiêu thiếu trong trận chiến ở đế châu hơn nữa lần này tiêu thiếu vừa một mình rời đi đã gặp phải ám sát càng nói rõ bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tiêu thiếu thấy mọi người liên tục gật đầu nhạc thiếu long nhận ly trà của thanh mộc nhi nhấp một ngụm nói vậy thì thế lực đã trăm vương ngàn ghế muốn giết chết tiêu thiếu sẽ là thế lực nào đây ta nghĩ không ngoài ba loại hoặc là có thù hẳn rất lớn hoặc là có ích lợi quan trọng hoặc là giết chết tiêu thiếu sẽ có lợi ích rất lớn tiêu thiếu chỉ mới đến đấu đế đại lục mấy chục năm ta cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu từ ba phương diện này theo đó phân tích chậm rãi loại trừ ta nghĩ rất nhanh sẽ có thể suy đoán ra đến tột cùng là thế lực nào muốn ám sát tiêu thiếu tuy không có chứng cứ nhưng cơ bản có thể đưa ra kết luận chân ni đưa mắt nhìn tiêu viêm nói thiếu long nói rất có đạo lý cách này vừa đơn giản lại vượt trực tiếp đến đây chúng dựa theo đó phân tích đi tiêu thiếu ngươi nói thử xem tiêu viêm nghiến răng nghiến lợi nói được rồi nếu nói là thù hận ngoại trừ hồn ma bộ tộc ta cùng những thế lực khác đều không có thù hận gì lúc trước lần ở ma vực mộ địa kia sau khi bọn họ không đạt được huyết ma lệnh đã truy sát ta và kỳ nhi tiếp đó là lần xâm lược tiêu tộc ở đế châu thu hận giữa ta và hồn ma bộ tộc có thể nói là không đội trời chung trực giác của ta cho rằng trong hai lần ám sát này ít nhất có một lần có quan hệ với hồn ma bộ tộc tiêu giao kích động đứng bật dậy đúng rồi hồn ma bộ tộc tuyệt đối không thoát khỏi can hệ nhạc thiếu long nói tiếp ừ hồn ma bộ tộc quả thật có hiểm nghi rất lớn trước hết chúng ta cứ phân tích hồn ma bộ tộc thử xem đi ma hoàng ngài hiểu rõ hồn ma bộ tộc hơn so với chúng ta ngài phân tích thử xem thanh hạo nhiên đưa ra phân tích của mình được thôi không cần ta nhiều lời, không thể nghi ngờ hồn ma bộ tộc là người đáng nghi nhất trong việc ám sát lần này. Bốn người mặc áo trắng chắc chắn không phải bọn họ, bởi vì bọn họ muốn ra tay, không có khả năng phái ra luyện rực sư, có lẽ là những người khác phái ra. như vậy chỉ có thể là những người mặc áo đen. nhưng từ miêu tả của tiêu đệ kết hợp chữ máu trên tấm vải sách này, ta cảm thấy ba người mặc áo đen kia cũng không phải người của hồn ma bộ tộc, người của ma tộc ta ra tay tuy rằng tàn nhẫn nhưng sẽ không chuyên nghiệp như vậy. đúng như jenny tiểu thư nói, ba người áo đen kia rất giống sát thủ chuyên nghiệp, hơn nữa trước khi người áo đen ngũ tinh đỉnh phong kia chết đã từng nói với tiêu đệ thân phận của hắn tiêu đệ vĩnh viễn cũng đoán không ra đã nói rõ hắn nhất định không phải người của hồn ma bộ tộc cho nên ta hoài nghi là người của ảnh tử minh chúng ta đều biết chỉ có người của ảnh tử minh mới ám sát chuyên nghiệp như vậy cũng chỉ có người của ảnh tử minh mới không bị người cha ra thân phận sau khi chết lúc này hô hấp của chân ni lập tức trở nên rồn rập tiêu viêm kinh hô ảnh tử minh ý của đại ca là hồn ma bộ tộc thuê ảnh tử minh đến ám sát ta khóe miệng thanh hạo nhân giật giật cười khổ nói đúng rất có khả năng này anh tử minh là một thế lực liều mạng ám sát và thu thập tình báo vì tiền chỉ nhận tiền không nhận người đối với anh tử minh mà nói không hề có khái niệm đúng và sai chỉ cần ngươi trả nổi tiền bọn họ sẽ thay ngươi liều mạng đương nhiên cũng không phải không có giới hạn nếu thực lực của ngươi từ bát tinh trở lên anh tử minh sẽ không nhận đơn tiêu viêm hít một ngụm khí lạnh bát tinh sao nghĩ đến việc bị một thế lực luôn núp trong bóng tối như anh tử minh nhớ thương tiêu viêm có chút không tự nhiên hiếp mắt nói cũng may lần này bọn họ ám sát thất bại hồn ma bộ tộc muốn giết ta liền phải tự mình ra mặt không cho hồn ma bộ tộc nếm thử một chút lợi hại là không được mọi người kinh ngạc nhìn tiêu viêm giống như đang hỏi người là người ở đấu đế đại lục sao tiêu viêm không biết mình nói sai cái gì lập tức hỏi chuyện gì xảy ra đều nhìn ta như vậy làm gì chân đi nói người nhà ngoại trừ việc tu luyện đúng là xem ra cần phải cho người phụ đạo mới được nếu ảnh tử minh dễ dàng dừng tay như vậy thì không gọi là ảnh tử minh cũng sẽ không là một trong sáu thế lực cực lớn ở đấu đế đại lục là thế lực chuyên ám sát và thu thập tình báo lớn nhất anh từ minh có danh dự rất tốt trước khi bọn họ nhận nhiệm vụ ám sát và tình báo sẽ ước đoán đối tượng cần ám sát và độ khó nhiệm vụ vô cùng chuyên nghiệp nhận được mới nhận nhưng chỉ cần nhận được nhiệm vụ sẽ nghĩ mọi cách để hoàn thành không chết không thôi đương nhiên giá cả cũng rất đắt đỏ anh từ minh ám sát chia thành bốn loại thiên địa huyền hoàng phân chia tùy theo cấp bậc đối tượng ám sát từ thất tinh lục tinh ngũ tinh đến tứ tinh mỗi bậc lại phân thành ba cấp cấp một tương ứng với sơ kỳ trung kỳ cấp hai tương ứng với hậu kỳ cấp ba tương ứng với đỉnh phong sát thủ phái ra đều sẽ cao hơn một tinh, phân biệt là bá tinh, thất tinh, lục tinh, ngũ tinh để chắc chắn có thể ám sát thành công. Một khi ám sát thất bại, ám sát sẽ tự động thăng cấp, đến khi ám sát thành công, tiêu viêm ngứa mồ hôi lạnh, khốn kiếp, lợi hại đến như vậy sao? Không đúng, ta là tứ tinh hậu kỳ, lần này bọn họ phái ra phải là ngũ tinh hậu kỳ mới đúng, sao lại là ngũ tinh đỉnh phong, hơn nữa còn thêm hai cái ngũ tinh sơ kỳ, thanh hạo nhiên cười nói ta nghĩ là do anh tử minh từ chỗ của hồn ma bộ tộc biết được thực lực mà ngươi triển lộ ra trong trận chiến ở đế châu cố ý chiếu cúng ngươi tiêu viêm bực bội nói loại chiếu cố này không cần thì tốt hơn trời ạ à, anh tử minh này cũng quá để mắt tiêu viêm ta nếu nói như vậy anh tử minh vẫn sẽ tiếp tục ám sát ta hơn nữa sát thủ lần sau phái ra chính là lục tinh hậu kỳ thành hạo nhiên nghĩ ngợi một lúc rồi nói việc này ta cũng không rõ lắm đến bây giờ ta chưa từng nghe anh tử minh phát ra lệnh ám sát cấp 3 mà vẫn thất thủ chân ni ngươi biết việc gì không chân đi cười nói biết một chút trước đây rất lâu nhân tộc có một vị thiên tại ngũ tinh đỉnh phong giống tiêu thiếu cũng là một luyện dược sư ưu tú hắn cùng một vị tiểu thư trong gia tộc yêu nhau nhưng phụ thân của vị tiểu thư đó vì tranh đoạt vị trí gia chủ hứa nữ nhu cho một vị công tử của một gia tộc lớn khác vị tiểu thư kia thể sống thể chết không theo nhưng sợ bản thân hạ độc thủ sẽ không cách nào giải thích với tộc nhân phụ thân của vị tiểu thư kia đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời ảnh tử minh ra tay nói đến đây chân y có chút nghẹn ngào từ ảnh nhẹ nhàng đến sau lưng nàng vịn chặt vai chân ni âm thầm an ủi chân ni vỗ nhẹ tay từ ảnh nói tiếp không có việc gì đúng là xấu hổ có chút thất thố để ta nói tiếp lần đầu tiên ảnh tử minh phát ra là huyền sát lệnh cấp và, phái ra sát thủ lục tinh đỉnh phong vị thiên tài kia dựa vào thực lực hơn người may mà không bị giết chết qua không lâu lần thứ hai ảnh tử minh bắt đầu ám sát lần này phát ra là sát lệnh cấp một phái ra là thất tinh sơ kỳ một ngũ tinh đỉnh phong cho dù hắn có thiên phú đến mức nào sao có thể là đối thủ của thất tinh sơ kỳ chứ đến đây ad xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều